Hello anh em, hôm nay thì mình lại chia sẻ với anh em câu chuyện là mình lại vừa đóng thêm học phí cho cái mảng security Và lần này học phí là khoảng trên 5.000 đô, là khoảng một trăm mấy chục triệu đó à, Đúng là học phí ở trên cái mảng blockchain này nó càng ngay càng đắt anh em à Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái câu chuyện đó và tại sao mình lại bị mất cái số tiền đó Tại sao mình phải đóng học phí đó để cho những cái anh em nào mà xem video này thì không phải đóng học phí nữa nhé rồi thì uh, ok thì mình có mình có viết một cái con bot để nó nó là market maker tạo volume nghĩa là mình có rất là nhiều ví, xong rồi nó sẽ mua sẽ bán sẽ mua sẽ bán liên tục random giữa các ví và cái số lượng cũng random luôn để nó tạo cái volume cho cái cặp uh, trade đó thì cái uh, cái cặp đó cái cặp đó thì mình add ở trên uh, ở trên pancakeswap thì anh em biết rồi ở trên pancake swap thì ai cũng có thể tạo được một cái token và cũng có thể tạo được một cái liquidity pool cả thì mình khi mà mình làm cái cái token đó đó thì mình add mình add liquidity là mình add cái cặp token của mình và BUSD à, nhưng mà khi mình chạy cái con market maker đó, thì thì mình lại muốn là chạy BUSD mà ra thẳng cái 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 cặp của mình ra chạy từ BUSD và chạy ra cái token của mình có nghĩa là khi mà anh em vào trong cái mà cái transaction á. Cái transaction của nó đây là một cái cái ví dụ ra. Ví dụ như anh em vào cái transaction đó thì anh em sẽ thấy như vậy. Đó, anh em sẽ thấy là có nghĩa là từ cái đồng từ cái đồng mà uh, BUSD nó sẽ swap sang là wrapped BNB, sau đó từ wrapped BNB nó mới nó mới swap sang là cái token này. Đó thì nó phải nó phải ra như vậy, nó nó phải cái router nó phải ra, nó phải qua như vậy thì đó là chính là cái ý nghĩa của cái router. Cái router là sao? Ví dụ mình add cái pool là BNB và token của mình nhưng mình lại muốn mua từ BUSD qua token của mình thì cái router nó sẽ tự rao nó rao từ cái 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 BUSD qua cái wrap BNB qua cái pool đó xong rồi khi mà có wrap BNB nó lại swap tiếp qua bên cái đồng cái đồng kia thì thì đó là ý nghĩa của cái router thì mà để gọi cái hàm đó đó gọi cái hàm đó thì nó là cái hàm swap exact uh, swap token for exact token có nghĩa là swap từ đồng này qua đồng kia thì mình chỉ cần truyền cái địa chỉ của hai cái đồng vào thôi thì tất cả cái việc còn lại thì, thì cái cái router nó sẽ lo. Nếu mà cái đồng nó không có thì nó sẽ tự động nó, nó thông qua một cái pool nào đó để để nó có. Thì cái 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 này á, cái câu chuyện này á, nếu mà mình 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 add liquid bằng BNB sau đó thì mình mình add liquid bằng BNB sau đó thì mình test bằng BNB á, thì thì nó rất là nó rất là ok, nó rất là bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng cái trường hợp ở đây á, mình add liquid bằng BNB nhưng mà mình lại chạy market maker bằng BUSD à thì chạy một hai giao dịch đầu nó rất là bình thường luôn ở trong cái giao dịch đó mình thấy à, ok mua bán bình thường không có gì có nhưng nhưng à cái khúc này mới là cái khúc hay nè nhưng mà ở trên cái mạng bsc á, nó sẽ có những cái con bot để nó để nó để nó biết coi những cái thằng nào là bot nữa cơ có là cái những cái con bot đó nó sẽ theo dõi coi à thằng nào đang để cho cái pen các router nó tự rao qua cái cặp chứ không phải là chứ không phải là gán một cái một cái static path chứ không phải là gán một cái một cái static path như mà nãy mình cho anh em coi á nghĩa là khi mà mình mình thao tiếp trực tiếp ở trên cái frontend của thằng thằng bánh á thì nó sẽ gán cho mình cái path nè path address là một cái mảng mà nó sẽ gán cho mình những cái này còn nếu mà mình để trống thì cái thằng router nó tự chọn đó thì khi những cái con bot đó trong cái trường hợp của mình nha khi những cái con bot đó nó biết à có một cái con bot nó sẽ cho bên router chọn và ban router nó chọn là rao qua cái cặp uh, cái cặp b B và BUSD sau đó chuyển từ cái cặp đó qua bên cái cặp uh, qua bên cái cặp mà từ um, B-rupee BNB, BNB với lại cái token đó thì uh, khi mà nó biết cái cái cái, cái có cái giao dịch đó nó mới tạo một cái pool khác à nó tạo một cái pool trực tiếp là BUSD với lại cái token đó luôn một cái pool rất là nhỏ đó thì khi uh, khi mà có một cái pool như vậy á uh, thì tự động cái thằng bên các router ấy, nó sẽ không ra qua ba cái đường này nữa mà nó sẽ chạy trực tiếp vào cái buôn đó À do đó cái con bot của mình nó, khi mà nó nhảy vào cái buôn đó là nó mua nó bị dính nó bị dính ngay cái buôn đó và khi mà mình 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 mình, mình bỏ bi usd vào đó mình bỏ token vào đó là ngay lập tức nó rút ra tại vì nó là cái chủ buôn mà ngay lập tức nó 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 rút token ra nó add liquid ra là bắt đầu nó nó bán luôn nó bán qua bên cái buôn lớn của mình luôn đó là là nó sẽ nó sẽ ăn được một cái số tiền chênh lệch à, rất là lớn Đấy thì uh, thực ra cái này là mình cũng cũng chủ quan thôi từ cái cách mà cái cách mà 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 xử lý thì cũng đơn giản thì thứ nhất á, là mình có thể check cái slippage tolerance, mình làm một cái smart contract mình bỏ vô đó để để làm cái market maker qua cái smart contract á. Thì nếu mà cái trượt giá nó cao quá thì cái transaction nó sẽ revert đó. Còn một cách đơn giản hơn nữa thì mình cứ gán tỉnh cho nó thôi. Ờ là mày phải qua, mày phải đi qua các cái cặp này. À, qua cặp này, qua cặp này thì mới mới đi qua tao. Thì thì sẽ không mất thôi thì mình viết cái con này á, thì mình viết xong mình chạy hai ba giao dịch đầu thì thấy rất là ok nhưng mà sau khi chạy khoảng tầm tầm một tiếng thì mất khoảng 5.000 à, đó tại vì anh em cẩn thận nha ở trên BSC dạo này toàn là bot kinh khủng không kinh khủng là bot luôn Ok Cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé Hy vọng là cái video này sẽ giúp đỡ cho một số anh em mà không phải đóng học phí giống như mình nữa